Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em đã review những sản phẩm mà các bác đã đặt hàng bên em nhé. Em nhấn mạnh lại là những sản phẩm các bác đã đặt hàng bên em. Kênh bên em là kênh Nó Rèn, em làm không thiếu cái này, những con dao gì cả. Nhưng thời gian vừa qua đây, những cây dao đi rừng này, đấy, cán gỗ mun, khâu cổ rất là dài chắc chắn nha. Đấy, dao dày dặn thì được các bác ủng hộ em rất là nhiều. Đấy. Cán gỗ mun thì nó đã chắc rồi, chắc khỏi phải bàn rồi. Đấy, con dao như thế thì các bác yên tâm. Gọi là dao gỗ mun, dao các kiểu con đà điểu. Đấy, em làm rất nhiều, nhưng mà chủ yếu là những con dao mẫu này thì nhìn là được các bác lựa chọn rất là hợp lý, ok. Đấy, các bác giới thiệu đi, giới thiệu lại những cái con dao này để nhiều người sở hữu và dùng. Đấy, những con dao rất là đẹp, chắc chắn, đặc biệt là cái chắc chắn, sắc đẹp. Đấy, đây gọi những con dao đi rừng, gọi dao phát rừng và những con dao đi phượt nữa. Đấy, em làm rất là nhiều các bác nhé, kể cả những con dao đi phượt thì bên em làm thì nó nói chung là rất là theo yêu cầu của các bác, làm là không thiếu những cái con dao gì cả. Kênh bên em là kênh làm theo yêu cầu nhé. Những con dao mẫu mã số đó kích thước là các bác phải đặt hàng nhá, em nhấn mạnh các bác đặt hàng chứ em không biết lối nào mà em làm sẵn để cho các bác chỉ việc lựa chọn và nhặt đâu. Đấy, các bác cứ xem đăng ký những cái video, đăng ký kênh những cái video mà đăng lên thì các bác thấy nó hợp lý với mình thì các bác lựa chọn nhá. Để vào cái số điện thoại trên góc màn hình điện thoại em ấy, đó là số Zalo, số Zalo những con dao, nói chung là rất nhiều mẫu em làm theo yêu cầu, mẫu của nước ngoài nước trong làm các kiểu, các bác đặt gửi mẫu hình ảnh em cảm thấy em làm được em sẽ chốt với các bác ấy. Báo luôn cả giá cả với nhau, hai bên cùng trao đổi và thương lượng nhé. Rất dễ, bên em bán hàng rất dễ, không có cái gì gây khó khăn cản trở cho khách hàng đâu. Những con dao đi phượt để các bác đặt đây, các bác nhìn những con dao chất chưa, con này thì em gọi là ngâm axit cho nó nổi cái đường gân đấy, dao ok không? Dao dao kẹp và lớp bọc. Đấy, dao không gỉ nhé các bác nhé. Đây là mẫu dao đi phượt, con này thì em giới thiệu cụ thể chi tiết này. Lưỡi dài 18 phân, cái lưỡi không ấy, bản rộng dao là 4,5 cm, độ dày 7 ly, chặt được nhé. Cán tang đầu cán đít, báo giá luôn cho các bác, giá 600k. Giờ em review quay cho các bác coi cái cặp dao đi rừng mà các bác lựa chọn combo luôn cũng được, hay là mua tỉa từng con nhé. Đấy, con dao quắm thì em bán giá chung, ngày trước em làm thì cái giá là 450 bao ship, bây giờ em vẫn bán mà làm cho các bác 450 bao ship. Đấy là dao phát rừng lưỡi dài 35 cm, dao dày 7 ly 6-7 ly. Đấy, cổ khâu rất là dài, nó dài bằng cái chuôi dao luôn, bằng cái cây luôn đấy. Trong nghề bọn em gọi là cái cây dao của cái cổ đấy, các bác nhìn dài mười mấy phân ấy, thì không bao giờ cái cán nó bị vỡ được cái chỗ đấy nhá. Nói chung là dân dùng thì bao phê để bao chắc chắn này, không có gì phải nghĩ ngợi. Cán gỗ mun, dao này là dao dùng cho hai tay phát rừng nia, 450.000 bao ship, nói rõ cụ thể luôn. Và đây nữa, cái cổ của nó các bác nhìn này, đây đây cái cổ với cái khâu của nó là khâu nó dài mười mấy cm, nó dài bằng cái khâu, cho nên khi đóng cái khâu vào thì cái chỗ cán này nó rất là chắc, không bao giờ sợ nó vỡ. Và cái cán mun này thì nó không bao giờ nó gãy đâu các bác nhá, nó không như những cái cán dao khác không gãy được đâu, rất là dẻo và dai. Đấy, còn đây là cái dao đi phượt lưỡi dài 18 phân, bản rộng 4,5, dày 7 ly, chặt được. Đấy, chắc chắn chưa, lưỡi kẹp 3 lớp, báo giá luôn 600 ngàn bao ship. Đấy, con này các bác muốn làm vỏ em cũng làm vỏ cho luôn nhé, cán vỏ cầm chỉ sống dài 7 ly, chặt được, bảo sắc bén. Cái cổ đấy các bác nhìn này, em hàn nó đặc luôn như một khối. Nói chung là dùng những con này thì khỏi phải bàn, không cần phải nghĩ thôi, nó quá chắc, cái độ an toàn chắc không khỏi phải bàn. Dùng con này thì nó thực sự các bác chỉ dùng thì có muôn đời, nó lại không gì nữa thì các bác có để đến muôn đời chả bao giờ nó hỏng được. Cái sắc bén mã thế này, nói chung là dao thì các bác không dùng bừa bãi linh tinh thì nó
chỉ chặt những cái dụng cụ mình cần thiết thì nó bao cho các bác sắc bén, độ bền cao, dùng đến muôn đời luôn, không bao giờ sợ nó hỏng. Chất thép thì các bác nhiều hay hỏi này, thép gì thì đều nói thực sự các bác, em nói cái thép gì các bác cũng không thể biết được, muốn nói cái thép gì nó ra cái thép đấy thì có cái gì đâu, nhưng các bác phải hiểu là các bác đây là cái loại chất thép em lựa thép tốt nhất để em làm, nhấn mạnh là tốt nhất để làm cho các bác ra một cái sản phẩm ưng ý để mà được các bác ủng hộ lần tiếp theo, chứ không phải là bán xong một con này rồi xong thì sau thì kém chất lượng thì các bác bỏ luôn, các bác không bao giờ thèm đoái hoài gì đấy, như thế là không đúng rồi các bác nha. Em bán hàng chủ yếu là bán một con để các bác còn biết dùng rất lâu dài, bởi vì sao, dùng là cả đời cơ mà, các bác sẽ thấy ok và sẽ giới thiệu bạn bè anh em thân thiết của linh tinh đấy. Đấy là giao hàng đặt, đó là như vậy. Đấy, từng nhát chặt nó rất là bắt gỗ nha, gỗ khô mà nó bắt, đấy các bác nhìn này, nó bắt sắc bén. Cái nhát chặt của nó rất là bắt và ngọt nha, không có hiện tượng của trượt lưỡi dao khi chặt cây nha. Đấy, cây này cây khô đấy, không nói đến cây tươi. Đấy, nó rất là bắt, bởi vì lưỡi nó không bị bì, không bị tù, không bị dày quá, cho nên khi chặt nó không bị nảy ra, không bị hiện tượng nảy dao ra. Đây nó bắt tầm tật luôn, dùng phê lắm các bác nha. Đấy, các bác quan tâm đến cái mẫu này thì cứ qua kênh bên em nhé, qua kênh và vào số Zalo em để góc màn hình nhé. Còn em làm dao nhà bếp, dao đi rừng đi dãy, những con dao mẫu các bác đặt thì không thiếu những cái mẫu dao gì. Em làm nghề rất là nhiều năm nay rồi, dao càng khó em càng yêu càng thích nha. Khó mình làm được thì những con dễ thì nó mới dễ, chứ còn bây giờ khó mà khó, khó quá khó khăn không làm nó bỏ là như thế, người nó gọi là không phát triển kiểu vậy. Những dao mẫu dao ba toa này, dao bầu dao lọc này các bác cứ cứ vào bên em, dao bầu dao lọc dao các kiểu để các bác lựa chọn những con dao đẹp ok nhất nha. Đấy. Rồi, cuối video xin chào, hẹn gặp lại các bác ở số video tiếp theo. Chúc các bác mạnh khỏe và ủng hộ dao bên em nhé, bằng cách đăng ký kênh nhé, đăng ký ủng hộ kênh và mua bán trao đổi qua số Zalo góc màn hình điện thoại em để đấy. Rồi, chào, hẹn gặp lại các bác nhé.